Xin chào các bạn, mình xin thông báo với các bạn một tin vui, đó là hiện tại cửa hàng Vietablet đã về hàng mẫu Xiaomi Mi Band 5 Pro. Các bạn có thể đến cửa hàng để mua em nó hoặc cũng có thể đặt hàng online ngay tại nhà với lãi suất 0%. Và con quái vật tablet này nó đang có mức giá rơi vào khoảng 11,8 triệu đồng. Và đây là phiên bản Mi Band Pro nha các bạn. Còn nếu như các bạn mua phiên bản thường thì chắc chắn là giá của nó sẽ rẻ hơn rồi. Đây là hàng full box nguyên siêu. Khi mua em nó thì các bạn có thể thoải mái tự bóc tem và ạch tim máy. Vậy thì một chiếc máy tính bảng đến từ Xiaomi có cái gì mà giá bán của nó đến 12 triệu đồng? Có phải là Xiaomi nó đang ngáo giá hay là không? Câu trả lời sẽ có ngay trong video. Trước tiên mình xin khẳng định với các bạn là đây là chiếc máy tính bảng đầu tiên và cũng là duy nhất hiện tại được trang bị con chip Snapdragon 870 5G cùng với GPU Adreno 650 mới nhất hiện nay. Nếu hỏi con chip này nó mạnh đến mức nào thì theo lý thuyết nó sẽ ngang ngửa hoặc là thậm chí nhỉnh hơn một xíu so với con chip của iPhone 11 Pro Max. Mà các bạn biết đấy, máy tính bảng mà hiệu năng ngang ngửa với 11 Pro Max thì nó khỏe tới cỡ nào nữa. Đi kèm với bộ nhớ RAM 6GB đạt chuẩn UFS 3.1 nữa thì Mi Band 5 Pro sẽ giúp các bạn chiến mượt mà mọi tựa game ở thời điểm hiện tại và sử dụng lâu dài trong 2-3 năm nữa vẫn rất là ok. Cụ thể hơn nữa về sức mạnh của chiếc máy này cùng với khả năng tản nhiệt của em nó thì mình sẽ làm một video test game và đánh giá chi tiết để gửi đến các bạn sau nha. Ngoài hiệu năng khủng khiếp thì Mi Band 5 Pro còn được trang bị màn hình 11 inch với độ phân giải 2.5K, đi kèm theo đó là tần số quét 120Hz. Mặc dù sở hữu những thông số hấp dẫn không thua kém gì iPad Pro, nhưng Mi Band 5 Pro cũng chỉ là tấm màn IPS LCD mà thôi, vẫn còn thua xa tấm màn Retina của iPad. Cho nên để giải trí, chơi game thì các bạn nên chọn Mi Band 5 Pro, chứ làm những công việc liên quan đến đồ họa này kia thì không nên chọn đâu nha. Nhìn chung thì màn hình của Xiaomi Mi Band 5 Pro vẫn rất là tuyệt vời, độ sáng 500 nits, có công nghệ trung tông, có HDR10 và quan trọng là với màn hình 120Hz thì các bạn có thể trải nghiệm xem phim, rồi chơi game, lướt web rất hay ho và thú vị nhờ vào độ mượt mà của tấm màn này. Máy cũng sẽ có 8 loa được bố trí đều ở hai cạnh trên dưới, có hỗ trợ Dolby Atmos mang lại âm thanh vòm rất là lực và ấm. Âm thanh phát ra với công suất lớn nhưng vẫn trong trẻo, nghe khá là dễ chịu. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể kết nối chiếc Mi Band 5 Pro với bàn phím rời để dễ dàng cho việc soạn thảo văn bản. Có thể nói cấu hình chính là điểm mạnh của dòng Mi Band 5 Pro. Một chiếc máy với mức giá không hề rẻ với người mua nhưng lại quá rẻ so với những gì mà chiếc máy mang lại cho chúng ta. Ngoài ra thì Mi Band 5 Pro còn có một điểm mạnh rất là đáng nể, đó chính là về thời lượng pin. Chiếc máy đang sở hữu viên pin 8600mAh, kèm theo đó là sạc nhanh 67W. Thay vì sạc sáng đêm như những con iPad thì Mi Band 5 Pro các bạn chỉ cần 73 phút thôi là có thể lắp đầy 100% cho viên pin 8600mAh này rồi. Còn về độ tiêu hao pin của Xiaomi thì đang làm khá là tốt trên chiếc Mi Band 5 Pro này. Khi sử dụng văn phòng 1 tiếng kết hợp cùng với xem YouTube 1 tiếng thì chiếc máy chỉ tiêu hao 28% pin thôi, khá là khỏe cho một chiếc máy tính bảng trong tầm giá 11 triệu như thế này. Như vậy thì tổng kết lại, Xiaomi Mi Band 5 Pro nó sẽ có những ưu điểm gì? Thứ nhất là hiệu năng rất mạnh, các bạn có thể thoải mái chiến cả PUBG ở mức 90fps mà không gặp quá nhiều trở ngại, thậm chí là chiến cả Genshin Impact ở mức đồ họa cao nhất. Thứ hai là Mi Band 5 Pro sẽ mang đến cho các bạn chất lượng hiển thị tuyệt vời trong giải trí nhờ vào màn hình 2.5K, nhờ vào tần số quét 120Hz và nhờ vào cả cái dàn loa âm thanh vòm và cuối cùng là pin cực khỏe, sạc cũng siêu nhanh, phải nói là quá ổn trong tầm giá này. Nhưng bên cạnh đó thì một số nhược điểm mà các bạn cần lưu ý khi mua Mi Band 5 Pro. Thứ nhất, đây chỉ là màn hình IPS LCD thôi, nên độ chuẩn màu của nó vẫn còn thua xa đối với màn hình Retina trên iPad. Thứ hai là hệ điều hành MIUI trên Mi Band 5 Pro thì nó còn lâu mới bắt kịp so với iPad OS, cho nên là nói chung để làm việc thì iPad vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Chưa kể màn hình của Mi Band 5 Pro chỉ đạt độ sáng 500 nits, để sử dụng được ngoài trời thì đây vẫn là một bài toán khó dành cho Mi Band 5 Pro. Và lưu ý cuối cùng dành cho các bạn trước khi lựa chọn Mi Band 5 Pro đó là mặt lưng của chiếc máy cực kỳ dễ bám dính vân tay, vậy nên một cái ốp lưng sẽ rất là cần thiết cho các bạn. Theo mình thì Xiaomi vẫn hướng Mi Band 5 Pro đến với nhu cầu giải trí, chơi game hơn là so với công việc. Bởi vì nếu dùng để chơi game thì đây là một cỗ máy gaming 11 inch rất là mạnh. Còn để đồng bộ và tối ưu nhất cho công việc thì iPad vẫn là vô đối. Không biết các bạn nghĩ như thế nào về chiếc máy tính bảng này? Hãy bình luận ở bên dưới cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!